quốc gia châu Âu nào vừa đổi tên gọi chính thức? Hà Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Estonia? Xin mời em. Câu này thì em đang phân vân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc. Tại sao? Vì Hà Lan thì em nhớ là không đổi tên gọi. Còn Estonia thì lại hơi lạ so với em chưa nghe. Em chưa tức nghe là bên này có thông tin là này. Phương án D. Bạn chưa biết về phương án D. Vâng. Bạn đang nghi ngờ phương án B và C. Bạn loại bỏ phương án A. Vâng. Câu này cho em xin quyền trợ giúp nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Vâng ạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được liên hệ cùng với hai nhà thông thái. Xin chào các nhà thông thái ạ. Xin chào trường quay, xin chào người chơi. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và hai nhà thông thái sẵn sàng hỗ trợ chưa ạ? Sẵn sàng. Chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Quốc gia châu Âu nào vừa đổi tên gọi chính thức? Hà Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Estonia? Trong thời gian gần đây thì có một quốc gia châu Âu đã đổi từ Turkey thành Turkey. Vâng. Có cái và chữ 2 chấm ở trên. Cái tên cũ của nó thì trong tiếng Anh thì nó hơi dễ nhầm với lại con gà tây. Con gà tây. Và đáp án mà em muốn tư vấn cho chị là đáp án C, Thổ Nhĩ Kỳ ạ. Cảm ơn Hà Việt Hoàng, cảm ơn chị Hương ạ. Vâng. Có vẻ khá tin cậy khi dạ mà vâng. Cậu ấy có thể đọc được lý do là tại sao quốc gia đã đổi tên. Đúng rồi, em thấy tỷ lệ đúng chắc là rất là cao vì em rất là tin tưởng bạn đấy. Vâng. Câu trả lời cuối cùng của em là C ạ. C. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong hai phương án mà bạn nghi ngờ ngay từ đầu. Và phương án C là phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Chúng tôi sẽ phải được kết nối lại cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng hai nhà thông thái với phần tư vấn chính xác vừa rồi. Chúc mừng người chơi. À, Hoàng đọc được thông tin này từ đâu? Có phải là vì thích ăn thịt gà không mà thế nào lại suy luận được ra từ hướng đấy? Không, thực ra là em chưa từng ăn gà tây, nhưng mà em là một người rất là thích thể thao. Thế nên là thường thì em sẽ đọc những cái nguồn thể thao thì em sẽ đọc những báo của những nước ngoài. Thế nên là những cái tên của các quốc gia trong tiếng Anh thì em có nắm được. Vì vậy nên là cái thông tin này thì cũng là một thông tin mà em cũng có thể kiểm soát được. Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà thông thái. Vâng. Đây, ngày 2 tháng 6, Liên Hợp Quốc thông tin về việc chấp nhận yêu cầu đổi tên chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, tên tiếng Anh chính thức của quốc gia này sẽ là Turkey thay vì Turkey như trước đây. Tổng thống Erdogan cho biết Turkey là tên gọi thể hiện rõ nét nhất nền văn hóa, văn minh và các giá trị của con người Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, ông nói thế thôi chứ tôi cũng không biết là sự khác nhau giữa hai cái này nó như thế nào. Vâng, nhưng mà có thể như là Hoàng nói là để tránh cái việc là cái tên cũ giống với từ gà tây trong tiếng Anh quá, nên là đổi đi cho nó đỡ mang tiếng là gà tây. Vâng.